Tử vi tuổi Bính Ngọ sinh năm 1966, năm 2021 Tân Sửu. Xin chào quý vị, chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh Phong Thủy Gia Cát, kênh thông tin hữu ích chuyên chia sẻ và truyền tải các kiến thức về tử vi, phong thủy và đời sống tâm linh, đặc biệt được hướng dẫn và tư vấn bởi thầy Gia Cát, một trong những bậc thầy về phong thủy nổi tiếng tại Việt Nam. Quý vị thân mến, tuổi Bính Ngọ là người có con mắt tinh tế, nhìn xa trông rộng và óc phân tích nhạy bén, sáng tạo. Bởi vậy, họ gặt hái được nhiều thành công trên con đường xây dựng, phát triển sự nghiệp. Đặc biệt, tuổi Ngọ mệnh thủy có tài kinh doanh, buôn bán và tổ chức, quản lý công việc. Nhưng khi ở độ tuổi 55, Bính Ngọ lại phạm phải hại thái tuế, khiến con đường sự nghiệp và tài vận của bản mệnh đều trở nên khó khăn, sức khỏe và tình cảm cũng vì thế mà giảm sút. Năm 2021 chính là thời điểm mà khó khăn nhất của con giáp, khi đã ở tuổi trung niên lại gặp một trở ngại lớn. Vậy trong năm 2021, vận trình của tuổi Bính Ngọ sẽ xảy ra những điều gì? Tuổi Bính Ngọ có gặp được quý nhân nào hay không? Trên con đường công danh và sự nghiệp có gặp phải những khó khăn hay trắc trở nào hay không? Sức khỏe và tình duyên có những chuyển biến như thế nào? Không để quý vị và các bạn phải chờ đợi lâu hơn nữa, xin mời quý vị và các bạn hãy cùng đón xem vận trình của tuổi Bính Ngọ sinh năm 1966 trong chương trình ngày hôm nay. Trước khi nghe kênh Phong Thủy Gia Cát chia sẻ tiếp thông tin thì quý vị đừng quên bấm like, đăng ký kênh và nhấn vào tín hiệu chuông để nhận được những thông báo mới nhất của kênh và có thể biết thêm nhiều thông tin hữu ích. Quý vị thân mến, trước khi đi tìm hiểu rõ hơn về vận trình của tuổi Bính Ngọ thì chúng ta cùng điểm qua về tổng quan tử vi của bản mệnh trong năm 2021. Năm 2021 Tân Sửu, người tuổi Ngọ sinh năm 1966, bước vào tuổi 55, phạm hại thái tuế. Thiên can thái tuế có thiên tài tương hợp kiếp tài. Tuổi Ngọ sẽ có một số cơ hội phát huy tài lộc, nhưng cũng sẽ dẫn đến các khoản chi tiêu tốn kém do gặp gỡ anh em, bạn bè. Đôi khi là do sự cố ý và ham muốn của bản thân. Hơn nữa, năm 2021 vì vạ miệng và dễ lao vào vòng pháp luật, sức khỏe tiềm ẩn nhiều nguy cơ. Nam tuổi Bính Ngọ trong năm nay đừng quá kỳ vọng lớn về một cuộc sống an nhàn. Hung tinh sẽ làm ảnh hưởng đến vận tình cảm, nhưng đối với người trên 50 tuổi, điều này không có gì đáng to tát. Vì trước giờ, tuổi Ngọ đa số là lãng tử, phong lưu, cẩn thận bị bắt quả tang. Đồng thời, năm nay tiền bạc cũng tương đối thiếu hụt, các bạn phải làm việc chăm chỉ để kiếm tiền và xoay sở tiết kiệm tiền hơn để tạo nền tảng vững chắc cho cuộc sống tương lai của tuổi già. Vận trình sự nghiệp của nữ Bính Ngọ cũng không mấy suôn sẻ. Do bị sao thái tuế hãm hại nên sẽ gặp nhiều thăng trầm trong sự nghiệp, tình cảm cũng không ổn định, mâu thuẫn vợ chồng triền miên, hôn nhân sẽ tan vỡ. Về vấn đề sức khỏe, cần chú ý hơn đến những thay đổi về thể chất và nên giữ một tâm lý tốt. Nếu tình cảm đi xuống thất thường thì khả năng ảnh hưởng tâm lý gây ốm đau rất cao. Để mọi việc viên mãn, hóa giải các xung sát do thái tuế ảnh hưởng tới mình, mệnh chủ sẽ cần luôn mang theo bên người một kim bài thái tuế. Ngoài ra, kim bài thái tuế sẽ mang lại bình an và may mắn cho gia chủ. Quý vị thân mến, để có thể hiểu rõ hơn về vận trình sự nghiệp, tình cảm cũng như sức khỏe mà tuổi Bính Ngọ sẽ phải trải qua, thì xin mời quý vị và các bạn hãy cùng theo dõi trong phần tiếp theo của chương trình. Kênh Phong Thủy Gia Cát xin chia sẻ chi tiết vận trình tử vi của tuổi Bính Ngọ qua tất cả các phương diện. Về mặt sự nghiệp, tuổi Bính Ngọ nói chung sẽ không được suôn sẻ trong công việc làm ăn năm 2021. Sẽ sống buông thả, làm việc tùy hứng, lại gặp nhiều cạnh tranh trong kinh doanh, không có lợi cho công việc. Có thể nói sẽ nảy sinh tâm lý tiêu cực, thụ động hơn năm cũ. Về sự nghiệp, nam tuổi Bính Ngọ sinh năm 1966 bị sao thái tuế ảnh hưởng trong năm 2021, công việc không được như ý. Mỗi ngày đều rất bận rộn và không có thời gian rảnh rỗi, kể cả cuối tuần và ngày lễ, bạn vẫn có thể phải làm thêm ở công ty. Đồng thời, số lượng các chuyến công tác năm nay tăng lên đáng kể, đòi hỏi bạn phải đi công tác trong nước và nước ngoài. Trong thời gian này, bạn phải trải qua một số giai đoạn rất khó khăn, sẽ có nguy cơ bị hành hạ về thể chất lẫn tinh thần. Nam mạng Bính Ngọ phải coi sức khỏe là điều quan trọng nhất. Nếu không thể xử lý được hết công việc, tốt hơn hết
bạn nên từ chức sớm thay vì cố gắng, nếu không sẽ gây ra ảnh hưởng không tốt cho sức khỏe. Trong năm 2021, nữ mạng Bính Ngọ sẽ có vận trình sự nghiệp cũng rất xấu. Họ sẽ có những xung đột lớn hơn với đồng nghiệp, điều này sẽ mang lại những trở ngại cho bản thân. Sự hăng hái trong công việc của bản mệnh cũng sẽ bị giảm sút. Thêm vào đó, dính vào nhiều việc rườm rà khiến năng lực làm việc giảm sút, phong độ sa sút, mất cơ hội thăng tiến, đối mặt với áp lực của đồng nghiệp và lãnh đạo. Năm 2021, nữ mạng Bính Ngọ sẽ chăm chỉ làm việc của mình, không nên tham gia vào việc đúng, sai của người khác. Nếu không có lý do đặc biệt thì cố gắng đừng xin nghỉ phép thường xuyên, nếu không sự nghiệp sẽ khó phát triển. Trong năm Tân Sửu 2021, tuổi Bính Ngọ phạm phải hại thái tuế, khiến sự nghiệp và công việc làm ăn đều trở nên khó khăn. Để có thể hóa giải vấn đề này thì bản mệnh hãy mang theo bên mình pháp khí Bát Bảo Tâm Kinh. Sức mạnh của pháp khí sẽ chiêu mời quý nhân tương trợ, giúp đỡ bản mệnh trên con đường sự nghiệp, giúp bản mệnh thăng quan tiến chức. Khi mang theo bên mình hàng ngày sẽ giúp hóa giải thị phi, hóa giải xung khắc giữa các con giáp, tăng cường vận khí và cải mệnh cho tuổi 1966. Tuổi Bính Ngọ sinh năm 1966 có mặt tài chính không như ý. Tuy có cơ hội nhưng không có lợi sẽ bị giành giật. Trong năm bạn cũng sẽ phải tiêu thêm tiền do tính ham chơi. Việc đầu tư sai chỗ cũng sẽ khiến cho tiền bạc không cánh mà bay. Về mặt tài lộc, nam tuổi Bính Ngọ vốn dĩ tiền tiết kiệm không quá nhiều, lại tiêu pha nhiều nơi nên rất thiếu tiền. Giá cả tăng cao, cả chi phí hàng ngày cho ăn mặc, nhà ở và đi lại chắc chắn sẽ tăng so với những năm trước. Đồng thời sẽ có nhiều khoản phát sinh bất ngờ như sửa nhà, uống thuốc khi ốm đau, giải quyết những việc phiền phức cho con. Bạn phải nắm chắc được tình hình tài chính và chăm chỉ làm việc. Vào những năm thái tuế, nam mạng Bính Ngọ không nên nảy sinh mong muốn giấc mộng giàu sang qua một đêm. Nếu thông qua các con đường chính thống để không ngừng thoát khỏi tình thế khó xử về kinh tế mà mình gặp phải. Nữ tuổi Bính Ngọ cũng không khá khẩm, do sự nghiệp không phát triển thuận lợi nên đường tài lộc rất kém. Đặc biệt, đối với những người đang làm ăn, hợp tác với người khác, mối quan hệ với đối tác không mấy hài hòa, bất đồng quan điểm, nảy sinh mâu thuẫn về ý kiến, khiến công việc làm ăn không suôn sẻ, thua lỗ trầm trọng. Thu nhập của nữ mạng Bính Ngọ sẽ giảm đáng kể trong năm nay, các khoản chi tiêu trong cuộc sống lại tăng cao, không thể tránh khỏi một số khoản tiêu hao bất ngờ, chẳng hạn như sửa chữa xe hơi, đồ gia dụng bị hư hỏng và cần phải thay thế. Tiết kiệm càng khó hơn, bạn phải chuẩn bị tâm lý trước và cố gắng không tham gia đầu tư, kẻo phá sản. Để có thể kích hoạt tài lộc, mang lại may mắn và tạo nhiều cơ hội hơn, thì bản mệnh hãy mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân, Dần, Ngọ, Tuất. Năng lực của tam hợp khí ở vòng sẽ giúp bạn đả thông năng lượng ngưng tụ, thiên, địa, nhân khí, từ đó chiêu cát lành và tài lộc cho bản mệnh. Đồng thời, khi mang theo bên mình, bạn sẽ luôn được quý nhân che chở, giúp đỡ trong quá trình đầu tư, kinh doanh và con đường phát triển sự nghiệp trong năm 2021. Về mặt tình cảm, về phương diện tình cảm, nam mạng tuổi Bính Ngọ sẽ bị ảnh hưởng bởi thái tuế. Với người tuổi Ngọ thì năm 2021 không có đào hoa vận mà lại phạm hại với thái tuế. Tuy vậy, thiên can thái tuế lại lộ ra tài tinh, chính là ngôi sao mang ý nghĩa quan hệ khác giới của nam mạng. Dù gì thì bạn cũng đã đến tuổi, không nên trăng hoa bên ngoài, nếu không bạn sẽ phải chịu nỗi xấu hổ khi sự việc trở thành vấn đề lớn, thậm chí bị lép vế trước người thân và bạn bè. Đồng thời, bạn hãy dành nhiều thời gian và sức lực hơn cho cuộc sống gia đình trong năm nay. Đối xử bình tĩnh với từng thành viên trong gia đình. Nếu gặp sự cố, cả gia đình nên ngồi lại với nhau và giải quyết thông qua giao tiếp. Bạn nên biết rằng bạo lực và cãi vã sẽ không bao giờ có thể điều hòa được xung đột gia đình. Ngoài ra, khi đối xử với con cái, phải bao dung hơn, đừng ngang ngược, nóng tính. Vận tình cảm của nữ Bính Ngọ trong năm 2021 cũng không được tốt. Mối quan hệ giữa họ và chồng trở nên hờ hững. Vì ham muốn kiểm soát mạnh mẽ nên bản nữ Bính Ngọ nhạy cảm và hay nghi ngờ, mất lòng tin vào chồng. Mặc dù đối phương không phản bội, nhưng nữ tuổi Ngọ sẽ vì một lời gièm pha mà làm ầm ĩ lên, gây tổn hại lớn, ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình cảm vợ chồng. Muốn hôn nhân bền vững trong năm tuổi thì phải thay đổi bản thân, đừng quá cẩn thận, hãy bao dung và nhẫn nại hơn với chồng, nhìn ra ưu điểm của nhau, bớt phóng đại những khuyết điểm, nếu không cuộc hôn nhân sẽ đi đến hồi kết. Trong năm 2021, do phạm phải thái tuế,
mà tình cảm của bản mệnh không có nhiều chuyển biến tích cực, còn xảy ra một số mâu thuẫn. Để có thể cải vận tình duyên trong năm, thì thầy Gia Cát khuyên bản mệnh hãy đeo vòng tay tam hợp quý nhân. Khi mang theo bên mình, vòng tay sẽ giúp kích hoạt tình duyên và vận đào hoa của bạn. Đồng thời, vòng tay còn giúp hóa giải mâu thuẫn, giúp tình cảm vợ chồng ngày càng khăng khít và bền chặt. Về mặt sức khỏe, tuổi Bính Ngọ năm 2021 sẽ mắc các chứng khó chịu về đường tiêu hóa, sốt thương hàn, tiềm ẩn những nguy cơ khó chịu ở tim. Tốt hơn hết là không nên hoạt động quá sức. Hơn nữa, nam tuổi Bính Ngọ trong năm 2021 lại bị ảnh hưởng bởi thái tuế. Bạn cần đề phòng bệnh cũ tái phát, khi cảm thấy không thoải mái thì đến bệnh viện chẩn đoán và điều trị ngay. Đồng thời, do tài lộc sa sút cả năm nên tinh thần của bạn cũng kém, thậm chí có thể sinh bệnh tâm lý. Bạn phải chú ý đến vấn đề tâm lý, nếu tình hình nghiêm trọng thì cần đi khám ngay. Ngoài ra, không nên xuất hành đi xa vào những năm bị thái tuế hãm hại, vì có thể xảy ra tai nạn bất cứ lúc nào trong suốt chặng đường dài, đừng bất cẩn. Tuy tình hình kinh tế năm 2021 không tốt, nhưng vẫn nên mua bảo hiểm cho bản thân. Đối với tuổi Ngọ, đặc biệt chú ý an toàn giao thông khi lái xe, không nên tham gia giao thông quá nhiều, đã uống rượu thì không lái xe. Riêng tình hình sức khỏe của phụ nữ tuổi Bính Ngọ thì lại tương đối ổn định, chỉ cần trong cuộc sống hàng ngày bạn chú ý hơn thì sẽ không có vấn đề gì lớn. Trong năm 2021, bạn cần lưu ý rằng nữ Bính Ngọ tuy sức khỏe tốt nhưng sẽ gặp phải một số tình huống bất ngờ như xung đột với người khác bên ngoài, tai nạn giao thông khi lái xe, nhưng đều là những tai nạn rất nhỏ. Nữ mạng cũng nên suy nghĩ kỹ trước mọi quyết định trong năm 2021. Đừng vì quá phấn khích mà quyết định sai lầm. Nếu không có việc gì thì cố gắng đừng ra ngoài. Khi ra ngoài, nên bảo vệ bản thân, kiềm chế cảm xúc, không nên giao du với người khác. Trong năm, bản mệnh nên chú ý đến chế độ ăn uống, tập thể dục nhiều hơn, suy nghĩ tích cực và cố gắng chăm sóc bản thân. Đừng quá chủ quan bởi những vận hạn sẽ ập đến vào những lúc bạn không ngờ tới. Ngoài những việc đó, thầy Gia Cát khuyên con giáp hãy sử dụng vòng tay tam hợp quý nhân, Dần, Ngọ, Tuất. Năng lực tam hợp khí giúp bạn đả thông năng lượng ngưng tụ, thiên, địa, nhân khí, cân bằng ngũ hành giúp bản mệnh có một sức khỏe tốt. Đồng thời, khi mang theo vòng tam hợp quý nhân bên mình, vòng tay sẽ như một tấm bùa phù hộ và bảo vệ bản mệnh khỏi những hung tinh, tà ma trong năm. Hy vọng những nội dung trong chương trình ngày hôm nay đã giúp quý vị và các bạn có được những thông tin hữu ích. Rất cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi chương trình. Quý vị đừng quên like, đăng ký và nhấn vào tín hiệu chuông để nhận được những thông báo mới nhất của kênh và không bỏ lỡ bất kỳ video và thông tin nào từ chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình lần sau.